Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ đi rank cùng clan của mình. Rồi, đúng độ clan là Furious cùng với một thanh niên VIP ACE VIP 7 khá là dã man. Rồi, mình nghĩ là thanh niên đấy sẽ gánh cả team người ta thay vì clan. Sợ nhất thanh niên đấy đấy. Nhìn vào khá là ghê gớm rồi. Những thằng nào mà cứ VIP cao là nhìn vào rất là sợ. Rồi, có một cảm giác là bất an về bản thân. Rồi, map này thì mình sẽ cầm cho mình là khẩu 3Z Bomb Beast. Những cái map như này thì cầm 3Z nó bắn nó tốt hơn thay vì cầm tay. Tùy map mà chúng ta xài súng thôi. Mình hay xài luân phiên súng AK-47 cùng với AK-47 Bomb Beast cùng với 3Z Bomb Beast, hay luân phiên nhau. Còn map này thì mình không luân phiên được, map này mình chỉ bắn 3Z thôi. Đúng rồi, một pha vẫy tâm không trúng, quá đê. Đấy, mình đâu sai đâu, lại thằng VIP ACE này, dã man thật. Mình mới cảm giác trong người là mình nó lên kìa, chắc chắn là nó sẽ lên. Đấy, có sai đâu, mới chat xong. Rồi, đi luôn. Tuy nhiên vừa bay nhảy vừa snip như thần, dã man thật. Đây là một trích đoạn trong Talk TV. Và mình đã quay lại được. Mình đã trích xuất ra được, trích xuất ra được cái clip này. Mình đã loại bỏ, trời ơi, bạn lên nhanh quá. Yêu cầu là lên bớt lại, chậm lại, ăn bom này. Trời ơi, thanh niên tỉnh phết. Tôi cái định mới, cứ tưởng nó lui về rồi. Thế meo nào. Kinh dị dã man. Rồi, nát luôn. Thằng này tiếp theo luôn. Rồi, trận này phải bình tĩnh lại mới bắn được. Clip này mình đã loại bỏ hết tạp âm rồi. Tại vì mình lúc mình stream này thì cái tiếng quạt, mình ngồi tiếng quạt nó rất là ồn. Này thì đi luôn một bé. Tiếp theo. Ôi chết rồi. Này thì bắn bạn tôi này. Rồi lại thằng ACE. Thằng đấy đang lấp ló. Lấp ló có lẽ là rất là dã man này. Thôi thôi em ơi, đừng đọ solo với lại 3Z hay thì không nên. Những nào nào bắn 3Z hay thì tốt nhất là đừng nên đọ với nó làm gì. Khi mà trình không bằng thì đừng có đọ với sự hên xui. Tại vì ta đang thua 0-2 đấy. Rồi, những anh em nào mà đang hơn thì cứ đọ thoải mái thôi. Chứ bây giờ đang thua thì không nên đọ. Chúng ta nên lấy cái yếu tố lấy thịt đè người. Bây giờ 3v2 rồi, cố lên, đừng để thua. Anh em vòng sang B, tôi sang A. Rồi, cái thịt mày nuốt luôn này, thằng thế này. Rồi, các bạn cứ nuốt thoải mái thôi. Mình sợ nhất là đi với team mà anh em bắn không hay mà gặp clan ấy. Rất là dễ tạch. Rồi. Á đủ, qua luôn này. Không dám xuống nước solo luôn. Để tôi bắn cho chết hết luôn. Đâu rồi? Clan chim đâu không bay nhảy như clan này. Anh em bắt đầu lại so sánh clan chim với lại clan này rồi. Clan này là Furious. Hình như là... mày trên cầu này. Đâu rồi? Clan Furious hình như là dịch ra là giận dữ mà, chứ phải chim đâu. Anh em đang so sánh chim, giữa chim và Furious xem ai bay nhảy hay hơn. Thì như thằng đấy là không phải là clan chim. Tuy nhiên VIP ACE VIP 7 kia là gì ấy? Clan gì ấy? Tiếng khựa. Nó có ghi thêm tiếng khựa nên mình không biết là nó sẽ gì. Tiếng khựa hay là tiếng hoa văn gì đấy, mình nhìn không rõ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bây giờ sẽ là tình huống 2 vs 2. Và bên đội mình đang thua với tỷ số là 1-2. Này thì ô cái định mới. Ui vai, chết rồi. Lộ ơi, mình bị lộ rồi. Sau pha slip lúc nãy không trúng thì mình bị lộ vào vị trí. Không sao, rồi vẫn soi. Này thì soi. Này thì soi với tôi này. Thôi. Bây giờ sẽ là nó nấp đâu rồi? Đâu rồi? Nước à? Ok, mình sẽ quay lại nước. Nước lên B à? Được, được, mình sẽ quay lại. Từ xem nào, anh em từ từ thôi. Sau cái gì? Nước lên B này. Đổi M4 Vibon, M4 Azu Jasmine. Cái gì mà sao? Ơ cái điện mới. Thôi, bọn này chăn nhây thật. Sau cái mắm gì? Nó đang ở trước mặt mà cứ chăn sau. Phải đùa. Các bạn lại cứ đùa tôi. Thôi, lần sau không tin em clan nữa. Nhiễm chất, dĩ vay nồi rồi, xuống nước này. Xuống nước này. Cứ thích solo với lại sniper. À cứ thích khinh thường sniper. Này thì nguy hiểm này, úi dồi ôi. Đúng rồi, lách. Này, tự nhiên bị móc phía sau không biết. Cạn lời. Rồi chúng ta đang có lợi thế về người. Tình huống 5 vs 2, tuyệt vời. Cố lên nào, chúng ta phải win trận này. Cân bằng lại tỷ số mới được. Cái mèo nào nó ăn, úi ôi. Vai xoài. Cái mèo nào nó móc từ B, nó móc sang, nó móc từ hẻm B. Ôi vẫn ăn được này, double kill, tuyệt vời. Hay quá, hình nhiên B hacker bắn rất là hay. Lại kênh chỗ này. Lướt vào này cưng. Đâu rồi? Không biết là nó lướt qua chưa, ném khói mình không thể thấy được. Thôi bỏ đi. Snip ăn xong nước, chỗ nước xong thì nếu mà không có ai kênh B thì anh em phải lách qua B ngay. Tại vì cái lỗ đấy dễ bị mong lắm. Rồi, lại tiếp tục tình huống 4 vs 2, tuyệt vời. Úi ôi, này thì lượn với lệch này. Rồi một pha ăn hàng rất là đơn giản đến từ On. Tuyệt vời, nóng như cái lò, nóng như cái lò. Hóa, tự nhiên chát cái mắm gì đấy. Lướt vào. Khi mà tôi nắm bắt cái đường đi của các ông thì các ông đừng mơ qua được cái con mắt thần của tôi. À, lao lên này cưng. Ui mùa nhá. Ui vai xoài. Quá trời ơi, 97 tiết cắm thế à, rồi cạn lời, nếu biết nói điều gì hơn anh em ạ. Cạn lời bây giờ. Ui thua luôn này, dã man. Rồi 3-4 rồi, bây giờ thua 3-4 rồi, một trận nữa là mình sẽ thua. Cẩn thận lại em ơi, cẩn thận lại. Thì mèo là một phạt đáp là qua lỗ này, qua đi. Rồi không qua thì mình sẽ di chuyển nhanh sang đây. Đấy, ép. Này thì ép này, úi dồi ôi, slip không trúng. Ôi, vãi mày đấy. Ép này. Úi dồi ôi, slip này. Lại cứ nguy hiểm với tôi này, giết được thằng VIP 7 rồi. Tuyệt vời. Trận này giết được thằng VIP 7 có khi lại hơn. Thằng đấy có thể là gánh tim cho đội bạn. Ném bom cái gì đây? Từ từ nào em ơi. Cố lên, đừng thua. Rồi bây giờ sẽ là 2 vs 3. Thôi xong rồi. Em còn gì đây? Em còn cái móng của KDE 4 bits lấy không? Lấy luôn đi. Rồi mình có thấy thằng nào nấp đây? 2 thằng, một thằng dưới, một thằng trên. Nhưng nó không lòi cái mặt ra. Chắc mình sẽ lượn vào. Úi ôi, 3Z này. Còn thằng dưới, đâu rồi? Không thấy. Rồi mình sẽ lượn cây. Úi ôi, thằng kia chết rồi. Vai tật. Thế này sao bắn rồi? Đâu rồi? Nước này. Nước lên này, hay quá anh em ơi. Rồi mình đang bị yếu rồi, tuyệt vời. Cố lên. Mày nhây với bố này. Vẫn ăn được. Hay quá. Một pha cân tim đến từ NT. Dã man. Cân tim. Hết hồn anh em ạ. Pha đấy đúng hết hồn. Lượn quá. Ngon thì cứ thích bây giờ anh em. Nó không dám lượn qua luôn anh em ạ. Thằng nào lượn qua chứ thằng đấy mà. Sao dám, thằng nào dám được. Không dám, một thằng dám lượn qua. Ghê chưa. Ôi trận cuối mà cứ thích nào lên đi. Vãi nồi. Thinh linh kia bắn tạ quá. Ấm mạng rồi. Nó không dám qua nữa. Chắc chắn là bên. Ui anh em giết hết rồi kia. Thì tôi bắn cái gì đấy? Tôi đứng chơi à? Rồi không sao. Anh em biết tôi nãy gánh một trận rồi. Bây giờ cho tôi nghỉ ngơi, ok. Thế rồi, bây giờ 4 vs 1. Đường nào hơn? Nói đi, đường nào hơn? Win thôi, thế thôi. Rồi mình sẽ kết thúc clip này, các bạn xem này thì hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái lần sau. Bye bye. Một pha đẩy ngược lại, dã man thật.